Thưa quý vị và các bạn, sau chuỗi ngày rét đậm rét hại diện rộng, ngày hôm nay thời tiết miền Bắc đã ấm lên đáng kể. Khu vực Hà Nội sáng sớm trời vẫn còn rét, mưa phùn diễn ra ở một vài nơi sau không mưa. Tuy nhiên, hiện tượng sương mù dày đặc đã quay trở lại và kéo dài đến hết buổi sáng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chạm ngưỡng từ 20 cho tới 21 độ. Tối và đêm nay, mặc dù mưa nhỏ và mưa phùn vẫn diễn ra ở một vài khu vực của thủ đô, nhưng lượng mưa không đáng kể. Trời rét với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 cho tới 19 độ. Độ ẩm cao duy trì từ 85 cho tới 97%. Sang ngày mai, nền nhiệt ở thủ đô tiếp tục có xu hướng tăng từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm nay. Nhiệt độ dao động từ 15 cho tới 23 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với độ ẩm tương đối cao từ 74 đến 97%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, nền nhiệt của miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tiếp tục tăng dần lên từ 2 đến 4 độ mỗi ngày. Sương mù và sương mù nhẹ thì sẽ diễn ra vào sáng sớm và hửng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ vào khoảng từ 26 cho tới 27 độ và thấp nhất là từ 19 cho tới 20 độ. Kiểu thời tiết này khá thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của người dân. Khi trời ấm lên, hiện tượng sương mù lại xuất hiện. Tuy đây là hiện tượng phổ biến trong mùa đông năm nay, nhưng ngoài việc làm giảm tầm nhìn và gây nguy hiểm khi lái xe, sương mù còn ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, đặc biệt là khi sương mù chứa nhiều tạp chất ô nhiễm và bao phủ không gian suốt cả ngày. Do vậy, người dân cần đeo khẩu trang đạt chuẩn và đúng cách, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ cũng như là những người có mắc bệnh nền thì nên hạn chế ra ngoài. Khi tham gia giao thông thì cũng cần đi chậm, chú ý quan sát để xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù với nhiệt độ từ 15 cho tới 23 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù với nhiệt độ từ 15 tới 22 độ. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù với mức nhiệt từ 16 đến 23 độ. Và phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!